Xin chào, chào mừng trở lại Wattka VN. Hôm nay có lẽ chúng ta đều trở lại công việc hàng ngày sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn. Tết là khoảng thời gian quan trọng, mọi người dường như đều dừng lại guồng quay công việc để trở về bên gia đình. Nhưng với thị trường xe, dòng chảy vẫn đều đặn quay. Hôm nay hãy cùng nhau điểm lại những mẫu xe mà chúng ta đã lỡ bỏ qua trong nghỉ Tết Nguyên Đán nhé. Đầu tiên, mình sẽ bắt đầu bằng việc VinFast tham dự triển lãm ô tô quốc tế Indonesia 2024, đồng thời lần đầu tiên giới thiệu giải sản phẩm xe điện tay lái nghịch từ VF E34 đến VF9. Việc chính thức ra mắt thị trường Indonesia đánh dấu bước tiếp theo trong quá trình mở rộng toàn cầu của VinFast. Với diện tích rộng gấp 7 lần và dân số đông gấp 3 lần thị trường Việt Nam, Indonesia là thị trường béo bở mà nhiều thương hiệu nhòm ngó. Một thị trường lớn, dễ tính, mục tiêu giá rẻ là hàng đầu, nơi sản sinh ra những Mitsubishi Xpander hay Toyota Avanza Premio, nên cũng không khó hiểu khi nhìn vào chiếc VF5 mà VinFast giới thiệu tại triển lãm. Chiếc xe này đơn sơ đến lạ so với phiên bản đang bán tại thị trường Việt Nam. VF5 xuất hiện tại Indonesia, được lắp bộ mâm thép 16 inch kèm tấm ốp màu bạc và lốp cỡ 195/60R16, trong khi bản ở Việt Nam dùng la răng hợp kim 17 inch, lốp 205/55R17, và mình nghĩ phiên bản ở Indo sẽ chỉ có 2 phanh đĩa phía trước chứ không được 4 đĩa như ở thị trường Việt Nam. Bộ mâm này nhìn nó khá là cổ và không thẩm mỹ ở thời điểm 2024, nhưng bù lại, như mình đã nói bên trên, nó rẻ, và giá rẻ là một lợi thế khi bán xe tại Indo. Bên trong nội thất được cắt bớt nhiều chi tiết, ghế ngồi, khu vực tì tay trên cánh cửa được bọc nỉ vải thay vì da tổng hợp như trên VF5 Plus tại Việt Nam. Các lẫy mở cửa bên trong xe cũng chỉ được làm bằng nhựa màu đen thay vì mạ chrome. Túi khí hai bên đã được cắt, tức là túi khí rèm ấy, tức là từ 6 túi khí ở bản Việt Nam, chúng ta sẽ chỉ còn 4 túi khí ở phiên bản Indo. Trang bị tiện nghi trong xe có lẽ vẫn đủ, duy chỉ có việc vô lăng đã chuyển từ bên trái qua bên phải. Vẫn sử dụng động cơ khối pin như bản hiện hành ở Việt Nam, nhưng phiên bản VF5 ở Indo có khả năng di chuyển sau một lần sạc là 349 km, nhiều hơn khoảng 23 km so với mẫu ở Việt Nam. Điều này có lẽ là dễ hiểu khi chiếc xe này đã được thay đổi mâm lốp cũng như nhẹ hơn một phần nào đấy do thay đổi những chi tiết khác. Giá bán của VF5 tại trường Indonesia vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên, giám đốc bán hàng của VinFast Indo từng chia sẻ rằng VF5 tại thị trường này còn có thể thấp hơn những mẫu xe điện giá rẻ nhất ở đây, tức là có thể còn rẻ hơn cả Wuling E-EV có giá từ 296 đến 428 triệu đồng. Và cần lưu ý, Wuling E-EV là mẫu xe điện bán chạy nhất tại thị trường quốc đảo này. Thứ hai, một chiếc xe đã từng bán rất chạy và đứng ngoại mòi lùm xùm của Toyota trong năm 2023. Toyota Corolla Cross phiên bản nâng cấp giữa vòng đời 2024 là một phiên bản Philip, nên về tổng thể, Corolla Cross 2024 không có quá nhiều khác biệt so với thế hệ hiện hành. Thay đổi lớn nhất mà chúng ta có thể thấy được là nằm ở phần đầu xe, với thiết kế multi-dimensional không viền, đồng màu với thân xe mang nhiều liên tưởng đến chiếc Lexus RX ra mắt vào năm ngoái. Cản trước với hai hốc hút gió nằm dọc đặt sát phía ngoài thân xe, cùng đèn pha LED mới với tên gọi Crystal Light, đèn xi nhan chạy tuần tự giống Lexus và một giải LED nối liền hai bên đèn. Phần đuôi xe không có quá nhiều khác biệt, cùng đèn hậu LED được tinh chỉnh đôi chút. Mâm xe vẫn sử dụng kích thước 18 inch nhưng nhẹ hơn, mang thiết kế phay xước hai tông màu. Phiên bản Hybrid có thêm logo HEV được thêm vào bên hai hông và phía sau. Nội thất của Corolla Cross này đã chiều chuộng người dùng hơn với cửa sổ trời toàn cảnh. Tùy chọn màu nội thất nâu đỏ Terra Rosa đã chuyển sang màu đỏ Dark Rose. Bản táp lô với đồng hồ full LCD kích thước 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm kích thước lên đến 10,1 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Thế hệ 2024 cũng được trang bị thêm phanh tay điện tử và giữ phanh tự động. Corolla Cross 2024 vẫn duy trì hai tùy chọn động cơ. Đầu tiên là phiên bản máy xăng dung tích 1.8 lít cho ra công suất 140 mã lực và mô men xoắn cực đại 177 Nm kết hợp với hộp số tự động vô cấp Super CVTi. Thứ hai là phiên bản Hybrid, bao gồm động cơ xăng dung tích 1.8 lít có công suất là 98 mã lực và 142 Nm lực kéo, kết hợp với động cơ điện công suất 72 mã lực và mô men xoắn là 163 Nm, tổng công suất của hệ chuyển động này là 122 mã lực, truyền tới bánh xe thông qua hộp số tự động vô cấp eCVT. Tất cả các phiên bản đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Vẫn được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense như thế hệ trước, nhưng Corolla Cross 2024 bổ sung thêm tính năng phanh tự động khi đỗ xe, nâng cấp camera toàn cảnh, có thêm chế độ trong suốt và tăng cường độ nét vào ban đêm. Nâng cấp ga tự động thích ứng này có thể hoạt động ở mọi giải tốc độ và cảm biến tiệm cận. Toyota Corolla Cross 2024 được giới thiệu tại Thái Lan với 4 phiên bản là 1.8 Sport Plus, HEV Premium, HEV Premium Luxury và HEV GR Sport với giá bán quy đổi dao động từ 680 triệu đến 854 triệu đồng. Theo nhiều nguồn tin, vào giữa năm nay, Toyota Việt Nam sẽ chính thức giới thiệu Corolla Cross 2024 tới thị trường Việt Nam.
Cuối cùng, chiếc xe đã cùng anh thắng vô địch Elantra Gymkhana Championship 2023. Hyundai Elantra N cũng đã có bản nâng cấp 2024. Vì là một bản nâng cấp nhẹ nên giá bán của Hyundai Elantra N 2024 cũng chỉ tăng nhẹ là 835 USD so với thế hệ tiền nhiệm. Và với mức tăng nhẹ này, Elantra N vẫn là chiếc xe dễ tiếp cận cho một khúc xe hiệu suất cao, giá cả phải chăng, khi Elantra N 2024 chỉ đắt hơn đôi chút so với đối thủ trực tiếp là Volkswagen Golf GTI hay là Subaru WRX, nhưng lại rẻ hơn so với những chiếc xe như Toyota GR Corolla hay là Honda Civic Type R. Tất nhiên, những so sánh trên chỉ là xét theo giá bán của xe tại thị trường Mỹ. Còn tại Việt Nam, dù đã ra mắt hơn một năm nhưng giá bán chính thức của Hyundai Elantra N vẫn còn là một ẩn số. Trong khi chiếc xe mà chúng ta vẫn thường mang ra so sánh là Elantra N là Civic Type R có giá bán là 2,4 tỷ đồng, trong khi Subaru WRX là có giá bán khoảng 2 tỷ đồng. Dù chỉ đắt hơn 835 USD nhưng như thường lệ, Hyundai vẫn mang đến cho Elantra nhiều nâng cấp. Chúng ta có thể thấy ngay sự thay đổi lớn nhất nằm ở phần đầu xe. Ngoài việc sở hữu diện mạo mới và nâng cấp cụm đèn chiếu sáng chính, thiết kế lưới tản nhiệt mới sở hữu những đường gió để đem đến hiệu quả tốt hơn cho việc làm mát hệ thống tản nhiệt và hệ thống phanh, duy trì hiệu suất của xe. Ngoài ra, Elantra N 2024 còn có tính năng ổn định nhiệt độ cho đường giống dầu phanh, đảm bảo dầu phanh không gặp tình trạng quá nhiệt. Hyundai cho biết họ đã nâng cấp cơ cấu lái và khớp nối để tăng độ chính xác cũng như cảm giác lái. Và nếu bạn quên, Elantra N thử khá nhiều chi tiết của hệ thống lái từ những chiếc xe đua rally, nơi mà Hyundai khá là có số má. Ngoài ra, hãng xe Hàn Quốc còn nâng cấp giá đỡ động cơ để giảm độ rung, bổ sung thêm tấm lót urethane cho các điểm bắt hệ thống treo sau. Tuy nhiên, sự thay đổi lớn nhất về cảm giác lái có lẽ sẽ không đến từ những nâng cấp trên mà đến từ bộ mâm. Elantra N 2024 sở hữu bộ mâm hợp kim rèn kích thước là 19 inch, nhẹ hơn 15kg so với tiền nhiệm. Bộ mâm này được bọc trong bộ lốp Michelin Pilot Sport 4S, được gia cường để có thể chịu được áp suất và trọng lượng lớn, nhất là ở cấu trúc. Vẫn sử dụng động cơ 4 xi lanh thẳng hàng dung tích 2.0 lít cho ra công suất 276 mã lực. Hộp số sàn 6 cấp vẫn là tiêu chuẩn. Và nếu muốn có hộp số liệp kép 8 cấp, bạn sẽ phải bỏ thêm 1.500 USD. Bạn nghĩ sao về chiếc VF5 bản Bay mà VinFast giới thiệu tại Indonesia? Bạn có muốn VinFast tại thị trường Việt Nam cũng sẽ phân phối một chiếc xe như thế không? Năm 2023, Corolla Cross rất nhiều tháng lọt vào top xe bán chạy, nhưng từ khi chiếc Mazda CX-5 chính thức ra mắt, chiếc xe của Toyota gần như mất tích. Với phiên bản 2024, ngoài những nâng cấp kể trên, theo bạn, Toyota sẽ phải làm gì để mang lại hào quang xưa cho Corolla Cross? Và cuối cùng, theo bạn, chiếc Hyundai Elantra N sẽ có giá bao nhiêu là hợp lý? Trò chuyện với chúng mình ở phần dưới comment nhé. Đừng quên like, share cũng như subscribe WhatCar Việt đón chờ video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.